Đây là bộ sưu tập xe đua và mô hình. Đây là cái mô hình có miếng các thanh rào. Các xe này đó là càng còn mới nguyên, chưa dùng, nhưng mà do là để rất lâu rồi thì pin nó bị chảy xét. Mà pin lại có sẵn pin lắp ráp bên trong cái xe cho nên nó xét, nó chảy ra làm hư mấy cái mạch motor bên trong hết rồi. Cho nên tất cả các xe này là không còn chạy được nữa. Và bây giờ chỉ chơi với là nó là chỉ là cái mô hình xe thôi. Giống như cái này là chưa khui, còn nguyên chưa khui. Đây, pin của nó xét. Và nó lại chơi, nó gắn sẵn pin ở trong đây. Và để lâu ngày pin nó xét, nó chảy hư bên trong hết rồi. Đã khui thử ba xe nào đã khui thử đây. Đây, cái này khui thử ra rồi và thấy nó hư nè. Cái này khui thử ra luôn rồi cũng thấy nó hư luôn rồi. Cái này khui thử ra cũng thấy hư luôn, cho nên còn hai cái này cũng chẳng thèm khui làm gì nữa. Là nó đã chắc chắn nó cũng đã giống như kia là nó hư pin bên trong, nó chảy pin, nó làm hư mạch bên trong hết rồi. Cho nên mấy cái xe này không còn chạy được nữa, chỉ còn là mô hình thôi. Bán trọn bộ sưu tập.